Xin được chào mừng quý vị đến với chương trình Thử thách cuối tuần, sân chơi kiến thức dành cho đoàn viên người lao động do Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh sản xuất, được phát sóng trên kênh truyền hình LSTV và các nền tảng xã hội. Vâng, kính thưa quý vị, trong số vừa rồi thì chúng ta đã được chứng kiến cuộc rượt đuổi điểm số rất là ấn tượng giữa các đội thi, và với giải nhất chung cuộc đã thuộc về đội Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì cả ba đội thi sẽ tiếp tục đem đến những phút giây thư giãn thoải mái, một món ăn tinh thần đầy ý nghĩa dành cho quý vị khán giả. Và thưa quý vị, đồng hành cùng các thí sinh trong các phần thi, xin được giới thiệu ban cố vấn chương trình. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lương Chí Công, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đông Bắc, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu tổ giám sát, bà Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, bà Nông Thúy Hương, chuyên viên Công đoàn Viên chức tỉnh và bà Hoàng Thị Thư, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. Thưa quý vị, tổ giám sát có nhiệm vụ là theo dõi giám sát phần thi của các đội theo thể lệ của chương trình. Và xin chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với game show Thử thách cuối tuần. Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới phía đông bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Lạng Sơn dần được hình thành và phát triển với các tên gọi khác nhau. Cách đây 193 năm, ngày 4 tháng 11 năm 1831, năm Minh Mệnh thứ 12 được đổi tên là tỉnh Lạng Sơn. Trong suốt chặng đường lịch sử, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù chịu khó, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Trong đó, đồng chí Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên trung trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp của cách mạng, vì độc lập tự do của dân tộc, người con ưu tú và niềm tự hào của tỉnh Lạng Sơn. Vâng, thưa quý vị, và trong số thứ 3 của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề kỷ niệm 193 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, mùng 4 tháng 11 năm 1909, mùng 4 tháng 11 năm 2024. Ngay sau đây, chúng ta cùng chào đón ba đội thi sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu đội thi đến từ Công đoàn Cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn. Xin giới thiệu đội thi đến từ Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn. Và xin được giới thiệu đội thi đến từ Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn. Vâng, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa dành cho cả ba đội chơi của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần chào hỏi của cả ba đội thi. Đầu tiên xin mời đội Công đoàn Cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn hãy giới thiệu về mình. Phụ nữ Việt Nam vốn hay làm hay làm, có đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng. Mơ ước đến biên ta thành chim cất cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xin kính chào các vị đại biểu, quý vị khán giả có mặt tại trường quay và quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Đội thi của chúng tôi rất vinh dự và tự hào đại diện cho 23 đoàn viên Công đoàn Cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được tham gia game show Thử thách cuối tuần. Đây là một game show vô cùng ý nghĩa và bổ ích, là cơ hội để chúng tôi được thử sức tranh tài cùng hai đội bạn, hứa hẹn nhiều điều thú vị và hấp dẫn gửi đến khán giả. Sau đây, xin được giới thiệu các thành viên của chúng tôi.
Thành viên thứ nhất, tôi, Hoàng Lan, đến từ Ban Gia đình Xã hội Kinh tế. Thành viên thứ hai, Vi Thỏa, Tuyên giáo Chính sách Luật pháp. Thành viên thứ ba, Thu Lê, Văn phòng. Thành viên thứ tư, Hồng Thương, Gia đình Xã hội Kinh tế. Và thành viên cuối cùng của chúng tôi, đội trưởng Minh Châu, đến từ Ban Xây dựng Tổ chức Hội. Chúng tôi đến đây với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết, chiến thắng. Xin chúc các đội thi bình tĩnh, tự tin. Chúc game show thành công rực rỡ. Xin hỏi đội mình là đội các bạn sẽ cảm thấy tự tin nhất ở phần thi nào và lo lắng nhất phần thi nào trong game show ngày hôm nay? Đội thi của chúng tôi đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi, cho nên tất cả các phần thi chúng tôi đều rất tự tin ạ. Vâng, như vậy là đội Công đoàn Cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã thể hiện sự tự tin của mình rồi. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần chào hỏi của đội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn. Hôm nay ngày hội game show số 3 hứa hẹn nhiều điều rất hay. Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn cùng với phụ nữ và cao đẳng nghề, ba đội đến đây cùng nhau tranh tài, chinh phục thử thách, cơ hội cho ai? Thông điệp hôm nay sẽ là gì nhỉ? Còn đây mảnh ghép cuối cùng mở ra lịch sử tỉnh nhà, cùng nhau ghi nhớ. Vâng, lần đầu tiên cho phép đội thi đến từ Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy gửi tới các đồng chí lãnh đạo, ban cố vấn, các đội thi cùng toàn thể quý vị khán giả lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. Thấm nhuần lời dạy của Người, cán bộ công chức văn phòng tỉnh ủy luôn tận tụy, trung thành, đoàn kết, sáng tạo trong công tác tham mưu. Có thể nói, những thành tích nổi bật đạt được của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó có sự cống hiến không mệt mỏi của những người làm công tác tham mưu như chúng tôi. Tham gia chương trình game show thử thách cuối tuần, đội chúng tôi gồm 5 thành viên: Thanh Huân, Điển Trai đến từ phòng Hành chính Lưu trữ; Hồng Diệp, Năng động đến từ phòng Quản trị; Ngọc Lan, Dễ thương đến từ phòng Tài chính Đảng; Văn Dũng, Thông minh đến từ phòng Cơ yếu Công nghệ Thông tin; tôi, Minh Thùy, đội trưởng đến từ phòng Tổng hợp. Kính thưa quý vị, đội thi Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy đến đây với quyết tâm vượt gian nan, đánh tan thách thức, vượt giới hạn, chạm tới thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn phần chào hỏi rất là ấn tượng, dễ thương cũng như rất đầy đủ của đội Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn. Và xin hỏi là đội anh chị khi đến đây thì có thể thấy là điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì? Có thể bật mí cho mọi người cùng biết được không ạ? Đội chúng tôi đến đây, điểm mạnh đó là không có điểm yếu. Chúng tôi nhanh tay, nhanh mắt, bấm nhanh, ghép nhanh. Và tôi cho rằng đó là những sở trường mà chúng tôi hội tụ đủ để đáp ứng được các phần thi của chương trình game show ngày hôm nay. Và không có phần thi nào sẽ làm khó chúng tôi. Nhanh tay, nhanh mắt, bấm nhanh và ghép nhanh. Hy vọng rằng các anh chị sẽ bấm đúng và ghép đúng nữa. Vâng. Và xin chúc các anh chị cũng sẽ hoàn thành tốt phần thi của mình. Và ngay sau đây chúng ta đến với phần màn chào hỏi của Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn. Trong đêm thi thử thách cuối tuần, đội chúng ta tự hào nỗ lực từ nghề điện đến nghề may cơ khí, khoa cơ bản kết hợp với nông lâm, tài năng hội tụ, quyết tâm vững vàng, mỗi thành viên một cá tính riêng, cùng chung tay vững bước không ngừng, sáng tạo thông minh cùng vượt khó, tự tin tỏa sáng khẳng định tên. Vâng, đội thi Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn xin kính chào các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng quý vị khán giả đang theo có mặt tại trường quay cũng như đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Đến với cuộc thi hôm nay, đội chúng tôi gồm có 5 thành viên. 1. Thái Linh đến từ phòng Quản lý Đào tạo Học sinh Sinh viên. 2. Ngọc Ánh đến từ khoa Nông Lâm nghiệp.
3. Trần Định đến từ khoa cơ khí. 4. Hoàng Phương đến từ khoa công nghệ thông tin, may và dịch vụ. Và cuối cùng là tôi, Đức Hoàng, đội trưởng, giáo viên bộ môn toán đến từ khoa khoa học cơ bản. Hy vọng quý vị khán giả đang theo dõi tại trường quay cũng như đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho đội thi chúng tôi cũng như hai đội bạn để trong quá trình chinh phục thử thách, chúng tôi hứa sẽ mang đến thật nhiều những bất ngờ thú vị, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong buổi thi ngày hôm nay. Đội thi chúng tôi đến đây với phương châm đoàn kết, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn màn chào hỏi hết sức ấn tượng đến từ đội công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. Với cương vị là một thầy giáo dạy toán đúng không ạ? Thế nhưng mà có giọng đọc hết sức là dễ thương, phần giới thiệu hết sức là truyền cảm. Xin hỏi đội công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn là đến với chương trình Game Show ngày hôm nay thì đội mình đã có chiến thuật như thế nào để có thể giành được những điểm số thật cao và chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay? Dạ vâng, thưa MC cùng các quý vị khán giả, chiến thuật của đội trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn thì rất nhiều và đây cũng là một trong những cái bí mật và đội Cao đẳng nghề Lạng Sơn sẽ bật mí qua các phần thi ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, thưa quý vị, là mỗi một đội chơi sẽ có những chiến thuật riêng để có thể giành được những điểm số thật cao trong chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho cả ba đội chơi của chúng ta để bình tĩnh, tự tin và cùng chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi bước vào các phần thi của game show thử thách cuối tuần, tôi xin được phép thông qua tóm tắt thể lệ. Các đội chơi sẽ phải trải qua lần lượt 4 phần thi, gồm chinh phục thử thách, cơ hội cho ai, thông điệp và mảnh ghép cuối cùng để tìm ra đội thi có số điểm cao nhất. Vâng, xin hỏi cả ba đội chơi là đã sẵn sàng để tham gia phần thi đầu tiên trong ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng. Vâng, các đội chơi đã sẵn sàng rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên, phần thi chinh phục thử thách. Trong phần chinh phục thử thách, các đội trả lời theo bộ câu hỏi do ban tổ chức đưa ra, gồm 6 câu hỏi. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi, các đội bấm chuông giành quyền trả lời. Đội nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành quyền trả lời trước. Sau khi bấm chuông quá 5 giây mà không trả lời hoặc trả lời sai, sẽ bị mất quyền trả lời và bị trừ 2 điểm. Các đội còn lại có quyền bấm chuông trả lời một lần duy nhất sau khi đội bạn trả lời sai. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 5 điểm, trả lời sai bị trừ 2 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 30 giây. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi và có hiệu lệnh 30 giây bắt đầu thì các đội chơi mới có quyền bấm chuông trả lời. Đội chơi nào bấm chuông nhanh nhất thì giành được quyền trả lời. Đội nào bấm chuông trước hiệu lệnh của người dẫn chương trình sẽ bị phạm quy và mất lượt trả lời. Xin được lưu ý các đội, sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi và có hiệu lệnh là 30 giây bắt đầu thì các đội chơi mới có quyền bấm chuông trả lời. Đội chơi nào bấm chuông nhanh nhất thì giành được quyền trả lời. Đội nào bấm chuông trước hiệu lệnh của người dẫn chương trình sẽ bị phạm quy, mất lượt và bị trừ 2 điểm. Trong phần thi này, nếu trả lời sai sẽ bị trừ 2 điểm, nên các đội phải hết sức thận trọng khi quyết định bấm chuông. Vâng, xin hỏi các đội là đã nắm rõ thể lệ của phần thi này chưa? Đã rõ. Vậy thì ngay sau đây chúng tôi xin mời các đội, chúng ta sẽ bấm thử chuông. Xin mời phần thử chuông của đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn. Chung hoạt động bình thường ạ. Xin mời phần thử chuông của đội công đoàn cơ sở Văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn. Vâng, chuông bình thường ạ. Bây giờ là phần thử chuông của đội công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chuông của cả ba đội thi đều đã hoạt động bình thường. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên trong phần thi chinh phục thử thách. Câu hỏi số 1 có nội dung: cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng là cuộc khởi nghĩa nào? 30 giây bắt đầu. Vâng, xin mời câu trả lời đến từ đội công đoàn cơ sở Văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn. Đó là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra ngày 27 tháng 9 năm 1940, là câu trả lời của đội công đoàn cơ sở Văn phòng tỉnh ủy chúng tôi. Dạ vâng. Một câu trả lời rất chính xác. Vâng, thưa quý vị, khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra ngày 27 tháng 9 năm 1940 đã mở đầu thời kỳ cách mạng nước ta sử dụng các hình thức bạo lực cách mạng, đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị nổi dậy của quần chúng, kết hợp với tiến công của các lực lượng vũ trang cách mạng, đánh đổ thực dân và phong kiến, giành độc lập tự do. Tiếng súng khởi nghĩa Bắc Sơn đã thức tỉnh tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước. Khởi nghĩa Bắc Sơn mãi mãi được ghi vào lịch sử cách mạng nước ta như một tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam.
Vâng, qua câu hỏi đầu tiên thì 5 điểm đầu tiên đã thuộc về đội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn. Xin chúc mừng đội của mình ạ. Các đội chúng ta cùng cố gắng trong những câu tiếp theo. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Phủ Lạng Sơn được đổi tên thành Trấn Lạng Sơn vào năm nào? 30 giây, bắt đầu. Dạ vâng, xin mời câu trả lời đến từ đội Công đoàn Cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn ạ. Vâng, đội chúng tôi xin trả lời. Phủ Lạng Sơn được đổi tên thành Trấn Lạng Sơn vào năm 1397. Năm 1397 cũng là đáp án của chương trình. Vâng, xin được chúc mừng đội Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã ghi được 5 điểm cho mình. Thưa quý vị, năm 1225, nhà Trần thành lập, chia cả nước thành 12 lộ phủ. Vùng đất Lạng Sơn thuộc lộ Lạng Giang, sau đổi thành Phủ Lạng Sơn. Đến năm 1397, Phủ Lạng Sơn được đổi thành Trấn Lạng Sơn. Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3. Đến cuối năm 2019, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu xã, phường, thị trấn? 30 giây, bắt đầu. Vâng, xin mời câu trả lời đến từ đội Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn. Vâng, đáp án của đội chúng tôi là 200 đơn vị xã, phường, thị trấn. Vâng, 200 đơn vị xã, phường, thị trấn là câu trả lời chính xác. Vâng, xin được chúc mừng Công đoàn Cơ sở Cao đẳng Nghề Lạng Sơn đã ghi được 5 điểm cho mình. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 818 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, tỉnh Lạng Sơn có 10 huyện và 1 thành phố, 200 xã, phường, thị trấn. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4. Sư ủy Bắc Kỳ họp hội nghị mở rộng vào đầu mùa thu năm 1939 đã cử đồng chí Hoàng Văn Thụ giữ chức vụ gì? 30 giây, bắt đầu. Vâng ạ, chúng tôi nhận được tín hiệu trả lời từ đội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Văn Thụ giữ chức vụ bí thư xứ ủy Bắc Kỳ là đáp án của đội chúng tôi. Vâng. Có vẻ như các đội rất là tự tin và đáp án bí thư xứ ủy Bắc Kỳ là một câu trả lời chính xác. Vâng, xin chúc mừng đội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ghi thêm được 5 điểm nữa cho mình. Chúng ta đến với câu hỏi số 5. Đảm nhận vai trò chủ bút, đồng chí Hoàng Văn Thụ thường xuyên viết nhiều bài tuyên truyền chủ trương đấu tranh của Đảng, của xứ ủy Bắc Kỳ trên báo Giải Phóng với bí danh là gì? 30 giây, bắt đầu. Vâng, rất nhanh ạ. Xin mời đội Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn. Dạ vâng, câu trả lời của đội chúng tôi với bí danh đó là Lý ạ. Dạ vâng, bí danh là Lý là câu trả lời chính xác. Vâng, xin chúc mừng đội Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn đã ghi thêm được 5 điểm nữa. Tiếp tục với câu hỏi số 6. Lạng Sơn được giải phóng vào ngày tháng năm nào? 30 giây, bắt đầu. Tôi xin mời đội Công đoàn Cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn sẽ đưa ra câu trả lời. Dạ vâng, xin thưa Lạng Sơn được giải phóng vào ngày 17 tháng 10 năm 1950. Dạ vâng, 17 tháng 10 năm 1950. Đây chính là một câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng đội Công đoàn Cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã ghi thêm được 5 điểm nữa cho mình. Thưa quý vị, năm 1950, chiến dịch biên giới đã kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn mảnh đất quê hương xứ Lạng thân yêu, góp phần mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn hoàn toàn được giải phóng. Đây là chiến thắng của ý Đảng, lòng dân, kết thúc một giai đoạn kháng chiến gian khổ và kiên cường của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn trong cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng do Đảng ta lãnh đạo. Trong chiến thắng chiến dịch biên giới giải phóng Lạng Sơn, Đảng bộ và quân dân các dân tộc trong tỉnh tự hào đã đóng góp sức người sức của, phối hợp hiệp đồng chiến đấu có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch. Phát huy truyền thống cách mạng, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, quyết tâm xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đã kết thúc phần thi đầu tiên trong game show ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhìn lại số điểm của cả ba đội. Đội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy có 10 điểm. Vâng, và đội Công đoàn Cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng 10 điểm. Và đội Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn cũng có 10 điểm. Vâng, xin được chúc mừng cả ba đội ạ. Vâng, thưa quý vị, vậy là sau phần khởi đầu rất hấp dẫn của phần thi chinh phục thử thách thì điểm số của các đội đã ngang bằng nhau rồi. Vậy thì trong phần thi tiếp theo thì đội nào sẽ vươn lên dẫn đầu? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo mang tên
cơ hội cho ai. Trong phần thi cơ hội cho ai, ban tổ chức sẽ đưa ra các bộ câu hỏi gồm kiến thức theo các lĩnh vực khác nhau. Các đội lựa chọn bộ câu hỏi dành cho lượt thi của đội mình và mỗi đội có 2 lượt thi. Bảng câu hỏi sẽ hiển thị lĩnh vực liên quan đến câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 gợi ý liên quan đến lĩnh vực mà đội thi lựa chọn. Ở mỗi gợi ý, các đội có 10 giây để suy nghĩ và bấm chuông trả lời. Sau 10 giây chưa có câu trả lời sẽ chuyển sang dữ kiện tiếp theo. Trả lời đúng ở gợi ý đầu tiên được 15 điểm, đúng ở gợi ý thứ 2 được 10 điểm, đúng ở gợi ý thứ 3 được 5 điểm. Trả lời sai ở bất kỳ gợi ý nào sẽ không được điểm. Cơ hội trả lời dành cho các đội còn lại bấm chuông nhanh nhất. Nếu đội bấm chuông trả lời đúng sẽ được 5 điểm. Số điểm này sẽ được chuyển từ đội đã trả lời sai trước đó, có nghĩa đội trả lời sai bị trừ 5 điểm. Nếu đội bấm chuông trả lời sai thì cả hai đội đều không có điểm, đội trả lời trước không bị trừ điểm. Dạ vâng, thưa các đội thi, đây là phần thi có kiến thức rất là rộng, vì vậy đòi hỏi các đội cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Và chúc các đội thi sẽ làm thật tốt để có số điểm cao trong phần thi này. Vâng, và thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ đến với lượt thi đầu tiên của đội Công đoàn Cơ sở Hội Phụ Nữ tỉnh Lạng Sơn. Và xin mời đội thi lựa chọn bộ câu hỏi cho mình. Đội Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh xin chọn bộ câu hỏi số 1 ạ. Dạ vâng, bộ câu hỏi số 1 có chủ đề về nhân vật. Câu hỏi nội dung: đây là ai? Gợi ý đầu tiên là nhà báo lớn của báo chí cách mạng Việt Nam. 10 giây suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Mười giây đã hết, chúng ta cùng đến với gợi ý thứ hai. Trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa chúng tôi, những người mất nước và các ông, những kẻ cướp nước, sự hy sinh của những người như tôi là lẽ dĩ nhiên, chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ chiến thắng, là câu trả lời đanh thép của ông trước câu hỏi của kẻ thù. Vâng, xin mời đội mình đưa ra câu trả lời. Vâng, câu trả lời của đội thi của chúng tôi là Hoàng Văn Thụ ạ. Câu trả lời Hoàng Văn Thụ hay đồng chí Hoàng Văn Thụ? Đồng chí Hoàng Văn Thụ ạ. Chính là câu trả lời chính xác. Thưa quý vị, gợi ý thứ 3, đây là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn. Và thưa quý vị, đồng chí Hoàng Văn Thụ sinh ngày 4 tháng 11 năm 1909 trong một gia đình có truyền thống yêu nước, lao động cần cù và hiếu học tại thôn Phạc Lạn, Tổng Nhân Lý, Châu Văn Uyên, nay là thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Ông là nhà lãnh đạo cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, là người có đóng góp lớn vào phong trào Cộng sản Việt Nam và là nhà thơ cách mạng Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Vâng, thưa quý vị, với câu trả lời đúng ở gợi ý thứ 2, xin chúc mừng đội Công đoàn Cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã ghi được 10 điểm cho mình. Và ngay sau đây chúng ta đến với lượt thi của đội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn. Xin mời đội thi lựa chọn bộ câu hỏi cho mình. Chúng tôi chọn bộ câu hỏi số 3. Vâng. Bộ câu hỏi số 3 có chủ đề về nhân vật. Đây là ai? Gợi ý đầu tiên, ông được nhân dân kính trọng và yêu mến được gọi là bao công của Việt Nam. 10 giây suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Vâng, rất nhanh chóng ạ, xin mời câu trả lời. Đáp án của chúng tôi là đồng chí Trần Đăng Ninh, có vụ gián điệp 122 rất là nổi tiếng ạ. Ông là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên. Vâng. Mới chỉ là gợi ý đầu tiên mà đội thi đã đưa câu trả lời mình rất nhanh, mà có vẻ rất tự tin ạ. Xin chúc mừng, đáp án đồng chí Trần Đăng Ninh chính là đáp án của chương trình. Xin chúc mừng đội thi. Vâng, không cần đến hai gợi ý phía sau, đó là ông là chủ nhiệm đầu tiên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Gợi ý thứ 3, ông có đóng góp xuất sắc trong việc duy trì khởi nghĩa Bắc Sơn và xây dựng đội quân du kích làm vốn quân sự cho việc xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng sau này. Xin được chúc mừng đội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ghi được 15 điểm cho mình ạ. Vâng, và thưa quý vị, đồng chí Trần Đăng Ninh sinh năm 1910, mất năm 1955, là nhà hoạt động cách mạng và quân sự. Ông tên là Nguyễn Tuấn Đáng, quê tại thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông, nay là thành phố Hà Nội. Vâng, và ngay sau đây chúng ta đến với lượt thi của đội Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn. Xin mời đội thi lựa chọn bộ câu hỏi. Dạ vâng, đội chúng tôi xin lựa chọn bộ câu hỏi số 4 ạ. Bộ câu hỏi số 4 có chủ đề về sự kiện. Đây là sự kiện gì? Gợi ý đầu tiên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chỉ huy trưởng. 10 giây suy nghĩ và trả lời, bắt đầu.
10 giây đã hết, chúng ta cùng đến với gợi ý thứ hai. Mục tiêu đánh quân Pháp trên tuyến Cao Bằng - Lạng Sơn nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới Việt Trung, mở đường giao lưu quốc tế, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. 10 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, xin mời câu trả lời của đội mình. Vâng, câu trả lời của đội chúng tôi là chiến dịch Thu Đông năm 1950. Câu trả lời của đội là chiến dịch Thu Đông năm 1950. Vâng, và câu trả lời này là chưa hoàn toàn đúng với đáp án của chương trình. Ngay sau đây thì chúng tôi xin mời đội giành quyền bấm chuông trước. Đó là đội công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn sẽ đưa ra câu trả lời của mình. Chiến dịch biên giới 1950, đó là đáp án của chúng tôi. Dạ vâng, đáp án chiến dịch biên giới năm 1950 là đáp án của chương trình. Xin chúc mừng đội thi ạ. Và thưa quý vị, ở gợi ý thứ 3 chúng ta có một gợi ý nữa là còn gọi là chiến dịch Lê Hồng Phong 2. Và đáp án chương trình là chiến dịch biên giới năm 1950. Vâng, chúng tôi xin được chúc mừng đội công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn. Chúng ta đã ghi được 5 điểm và điểm số này được lấy từ đội công đoàn cơ sở trường cao đẳng nghề Lạng Sơn. Vâng, và chúng ta đến với lượt thi tiếp theo của đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn. Xin mời đội thi lựa chọn bộ câu hỏi. Chúng tôi sẽ xin chọn bộ câu hỏi số 6. Dạ vâng, bộ câu hỏi số 6 có chủ đề về sự kiện. Đây là sự kiện gì? Gợi ý đầu tiên, diễn ra tại địa điểm được coi là tử huyệt trên đường số 4 của thực dân Pháp. 10 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Chúng ta cùng đến với gợi ý thứ hai. Trận đánh là điểm đột phá trên mặt trận đường số 4 của quân và dân ta trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông. Vâng, xin mời đội thi đưa ra câu trả lời ạ. Đội số 1 xin được trả lời sự kiện, đây là sự kiện trận phục kích đèo Bông Lau. Dạ vâng, trận phục kích đèo Bông Lau chính là đáp án của chương trình. Vâng, và ở sự kiện thứ 3 chúng ta có, đây là sự kiện diễn ra vào ngày 30 tháng 10 năm 1947. Đáp án của chương trình trận phục kích đèo Bông Lau. Vâng, như vậy chúng tôi xin được chúc mừng đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra câu trả lời đúng ở gợi ý thứ 2. Các bạn ghi được 10 điểm cho mình ạ. Vâng, và tiếp theo xin mời đội công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn lựa chọn bộ câu hỏi. Chúng tôi chọn bộ câu hỏi số 5. Dạ vâng, bộ câu hỏi số 5 có chủ đề về nhân vật. Đây là ai? Gợi ý đầu tiên, ông được đặt biệt danh là Hùm Xám Bắc Sơn. 10 giây suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Rất nhanh ạ, xin mời câu trả lời đến từ đội thi. Đồng chí Chu Văn Tấn là đáp án của đội chúng tôi. Dạ vâng, một lần nữa đội bạn trả lời rất là nhanh. Đồng chí Chu Văn Tấn hay Thượng tướng Chu Văn Tấn là đáp án của chương trình. Xin chúc mừng đội chơi. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Chính phủ lâm thời, là Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân 2. Và đáp án Thượng tướng Chu Văn Tấn là đáp án của chương trình. Thượng tướng Chu Văn Tấn sinh năm 1910, mất năm 1984, là một vị tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đặt nền móng gây dựng nên lực lượng vũ trang Việt Nam. Ông là người dân tộc Nùng, quê quán tại Tổng Lâu Thượng, Châu Võ Nhai, tỉnh Lạng Sơn, nay thuộc xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Vâng, thưa quý vị, với phần trả lời rất nhanh và rất chính xác vừa rồi thì đội công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn đã ghi thêm được 15 điểm cho mình. Và chúng ta còn một bộ câu hỏi cuối cùng ạ. Và chúng ta đến với bộ câu hỏi cuối cùng dành cho công đoàn cơ sở trường cao đẳng nghề Lạng Sơn ạ. Đây là câu hỏi về sự kiện. Gợi đầu tiên, thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 6 ngày 29 tháng 12 năm 1978. 10 giây suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Vâng, một tín hiệu trả lời cũng rất nhanh ạ. Xin mời câu trả lời đến từ đội thi. Vâng, đội trường cao đẳng nghề Lạng Sơn chúng tôi xin đưa ra đáp án. Đây là sự kiện tái lập tỉnh Lạng Sơn ạ. Dạ vâng, sự kiện tái lập tỉnh Lạng Sơn cũng là đáp án của chương trình. Xin chúc mừng đội thi. Vâng, và qua sự kiện này thì đã có 11 đơn vị hành chính và huyện Đình Lập của tỉnh Quảng Ninh được chuyển về tỉnh Lạng Sơn quản lý. Và như vậy chúng tôi xin được chúc mừng
đội công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn cũng đã rất nhanh tay và trả lời rất chính xác ở gợi ý đầu tiên. Các bạn ghi được 15 điểm ạ. Vâng, thưa quý vị, là đến giờ phút này thì chúng ta đã trải qua một nửa chặng đường của chương trình ngày hôm nay rồi. Và Hoàng Yến và Đình Long rất muốn nghe những chia sẻ của cả ba đội chơi sau khi trải qua hai phần thi vừa rồi. Không biết là đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn, các bạn có suy nghĩ gì khi tham gia chương trình ngày hôm nay ạ? Vâng, và đội chúng tôi thì cảm thấy rất là vui và tự hào đại diện cho công đoàn cơ quan Hội Phụ nữ tỉnh được tham gia game show ngày hôm nay. Và được nghe và cũng được ôn lại truyền thống lịch sử của quê hương Lạng Sơn và các vị anh hùng dân tộc của xứ Lạng. Vâng ạ, xin cảm ơn đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn. Vậy còn đội công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn thì sao ạ? Đội chúng tôi được tham gia vào số 3 ấy, thì với chủ đề rất là hay về kỷ niệm 193 năm ngày thành lập tỉnh và 115 năm ngày sinh anh Hoàng Văn Thụ. Và công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với lại đài phát thanh truyền hình ý, các đồng chí rất là chu đáo trong chương trình, và chúng tôi thấy chương trình này rất là ấn tượng và rất là thành công. Vì thế và trong quá trình mà đội chúng tôi bắt đầu được lựa chọn tham gia chương trình là chúng tôi đã phải cẩn trọng và làm sao phải đảm bảo được về nội dung, về kiến thức là ít sai sót nhất ạ. Vâng ạ, vậy còn đội công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn ạ? Dạ vâng, đến với cuộc thi hôm nay thì đội cao đẳng nghề Lạng Sơn chúng tôi thấy đây là một cuộc thi rất là vui, bổ ích cho chúng tôi, được rất nhiều kiến thức, được tìm hiểu những nhân vật, những sự kiện liên quan trực tiếp đến tỉnh Lạng Sơn. Cho những người chơi như chúng tôi được nâng cao về cái kiến thức cũng như là cái sự mạnh dạn tự tin của mình đứng trên sân khấu. Trải qua 6 câu hỏi của phần thi cơ hội cho ai thì... sau phần thi này thì số điểm và thứ tự xếp hạng của các đội chắc chắn là sẽ có sự thay đổi nhất định. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với điểm số của cả ba đội. Dạ vâng, hiện nay chúng ta có thể thấy tạm thời dẫn đầu là công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy với 45 điểm. Vâng, tạm thời đứng ở vị trí số 2 là đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn với 30 điểm. Và ở vị trí số 3 là công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn với 20 điểm. Vâng, xin được chúc mừng cả ba đội chơi. Chúc cho các đội chúng ta sẽ thật bình tĩnh, tự tin và chúng ta sẽ ghi được nhiều điểm trong những phần thi tiếp theo. Và thứ hạng sẽ còn thay đổi khi mà chúng ta có những chiến thuật phù hợp ạ. Quý vị, chúng ta có thể dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc cho cả ba đội thi chúng ta sẽ thi thật tốt trong những phần thi tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi tiếp theo. Phần thi thông điệp. Trong phần thi này, ban tổ chức đưa ra 5 câu thông điệp liên quan đến chủ đề chương trình. Các từ trong thông điệp đã bị thay đổi vị trí. Nhiệm vụ của các đội là sắp xếp thứ tự các từ để tìm ra thông điệp đúng. Các đội được quyền bấm chuông trả lời ngay mà không cần hiệu lệnh của người dẫn chương trình. Trả lời đúng mỗi câu hỏi sẽ được 5 điểm, trả lời sai không được điểm. Các đội còn lại được quyền trả lời. Mỗi đội được bấm chuông trả lời một lần duy nhất. Sau 30 giây không có đội nào đưa ra câu trả lời, câu hỏi sẽ kết thúc và chuyển sang câu hỏi khác. Vâng, và kính thưa quý vị, với phần thi này đòi hỏi sự nhanh nhạy chính xác của các đội thi, nhưng tôi tin phần thi này sẽ không thể làm khó các đội thi. Và xin được lưu ý các đội thi rằng, ở phần thi này ngay khi các thông điệp hiện ra, các đội có quyền bấm chuông ngay để giành quyền trả lời. Nếu thấy đội bạn trả lời không đúng, chúng ta có thể bấm chuông để giành quyền trả lời ngay tiếp theo. Và xin được hỏi lại một lần nữa là các đội đã nắm rõ luật chơi chưa? Rõ ạ. Đã rõ. Vâng, các đội đã rõ. Và ngay sau đây, chúng ta đến với thông điệp đầu tiên. Vâng, xin mời câu trả lời của đội công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn. Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển là phương châm của Đại hội đại biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17. Đây chính là đáp án của chúng tôi. Vâng, câu trả lời chính xác, xin chúc mừng đội thi. Và thưa quý vị, đây là 5 mệnh đề trong chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Vâng, xin chúc mừng đội công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn, chúng ta đã ghi được 5 điểm cho mình. Chúng ta đến với thông điệp số 2.
Vâng, rất nhanh ạ. Xin mời câu trả lời đến từ đội công đoàn cơ sở trường cao đẳng nghề Lạng Sơn. Vâng, câu trả lời của đội chúng tôi là ngọc nát còn hơn giữ ngói lành ạ. Vâng, ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. Đáp án chính xác, xin chúc mừng đội thi. Và xin hỏi các bạn có thể cho biết là đây là những câu này nằm trong tác phẩm nào hay là một câu nào không ạ? Dạ, câu thơ này nằm trong bài thơ Nhắn Bạn của đồng chí Hoàng Văn Thụ ạ. Dạ vâng, chính xác, đây là câu thơ nổi tiếng trích trong bài thơ Nhắn Bạn của đồng chí Hoàng Văn Thụ. Việc nước xưa nay có bại thành, miễn sao giữ trọn được thanh danh, phục thù chí lớn không hề nản, ngọc nát còn hơn giữ ngói lành, thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm, chí còn theo dõi buổi tung hoành, bạn hỡi xa gần hăng chiến đấu, trước sau xin giữ tấm lòng thành. Và đây chính là câu trả lời chính xác, xin chúc mừng đội thi ạ. Vâng, xin được chúc mừng đội công đoàn cơ sở trường cao đẳng nghề Lạng Sơn cũng đã ghi được 5 điểm cho mình. Và chúng ta đến với thông điệp số 3. Vâng, rất nhanh ạ, xin mời đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đưa ra câu trả lời. Vâng, chúng tôi xin trả lời là tướng không phong hàm. Tướng không phong hàm là đáp án chính xác. Đây là tên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Trường Thanh, viết về cuộc đời của nhà cách mạng tiền bối xuất sắc Lương Văn Chi, người con ưu tú của Lạng Sơn chúng ta. Ông là chỉ huy trưởng đầu tiên của đội cứu quốc quân Bắc Sơn. Vâng, xin chúc mừng đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn cũng đã ghi được 5 điểm cho mình. Và chúng ta sẽ đến với thông điệp thứ 4. Rất nhanh ạ, xin mời đội công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn. Tất cả đánh cho. Vâng, rất tiếc ạ. Xin mời câu trả lời đến từ đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn. Tất cả cho chiến trường đánh thắng. Tất cả cho chiến trường đánh thắng là đáp án chính xác. Yeah. Thưa quý vị, đây là phong trào thi đua do tỉnh ủy Lạng Sơn phát động tại hội nghị cán bộ tỉnh do tỉnh ủy triệu tập để phổ biến tình hình và chỉ thị của Trung ương Đảng về chiến dịch biên giới năm 1950. Vâng, xin được chúc mừng đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã ghi được 5 điểm. Và chúng ta sẽ đến với thông điệp số 5, thông điệp cuối cùng. Rất nhanh ạ, xin mời đội công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn. Hú gạo kháng chiến là đáp án của đội chúng tôi. Vâng, và hú gạo kháng chiến là đáp án của chương trình. Và đây là một trong các phong trào hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ của nước ta ra đời trong thế ngàn cân treo sợi tóc, vừa thù trong giặc ngoài, vừa nạn đói hoành hành, ngân khố cạn kiệt. Phong trào này cũng được huyện Tràng Định phát động ủng hộ vào năm 1950 khi Trung ương Đảng mở chiến dịch biên giới. Vâng, thưa quý vị, sau phần thi hết sức gay cấn vừa rồi thì không biết là điểm số của ba đội như thế nào? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi. Vâng, và hiện nay vẫn đang dẫn đầu là công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn với 55 điểm. Đứng ở vị trí thứ hai là đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với 40 điểm. Và đội công đoàn cơ sở trường cao đẳng nghề Lạng Sơn vẫn tạm vị trí thứ ba là 25 điểm. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi đến với phần thi cuối cùng để tìm ra đội giành giải nhất của game show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các khán giả đang có mặt trong trường quay ạ. Những người đã cổ vũ hết sức nhiệt tình và mang đến những không khí rất là sôi động và náo nhiệt cho chương trình của chúng ta. Và xin được hỏi là quý vị khán giả nào muốn được nhận quà của chương trình ngày hôm nay ạ? Vâng, chúng ta có rất nhiều quý vị khán giả, rất nhiều cánh tay đã giơ lên và mong muốn nhận được quà của chương trình rồi. Câu hỏi đầu tiên có nội dung: thành phố Lạng Sơn được công nhận là đô thị loại 2 vào ngày tháng năm nào? Vâng, những cánh tay giơ rất nhanh ạ. Xin mời anh mặc áo trắng ạ. Thưa tất cả quý vị, câu trả lời của tôi là ngày 25 tháng 3 năm 2019 ạ. Anh tên là gì và anh đến từ công đoàn cơ sở nào ạ? Mình tên là Lương Hồng Phúc, đến từ công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy ạ. Mình có một lời muốn nhắn nhủ với các bạn văn phòng tỉnh ủy. Văn phòng tỉnh ủy cố lên, các bạn thứ nhất rồi, nếu mà các bạn xuống thứ hai thì không ai là thứ một ạ. Một lời cổ vũ hết sức là dễ thương ạ. Dạ vâng, và xin được chúc mừng anh, đáp án ngày 25 tháng 3 năm 2019 là đáp án chính xác. Và xin mời anh nhận một món quà của chương trình ạ. Và chúng ta đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi: bí thư chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn là ai? Dạ vâng, những cánh tay giơ rất là nhanh ạ. Vâng, và lần này thì Đình Long xin phép chọn một vị khán giả ở phía bên phải
Xin phép được trả lời câu hỏi ạ. Bí thư chi bộ của Đảng Cộng sản tỉnh Lạng Sơn là đồng chí Hoàng Văn Thụ ạ. Dạ vâng, đồng chí Hoàng Văn Thụ là đáp án chính xác của chương trình. Vâng, và xin chị cho biết là chị biết tên và chị đến từ cơ quan nào ạ? Dạ vâng, em là Nguyễn Thị Huyền, em đến từ Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn ạ. À dạ vâng, một cổ động viên đến từ Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn. Và không biết rằng cổ động viên này có lời gửi gì gửi gắm đến các thành viên đội thi của mình không ạ? Em xin chúc cho đội thi của Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn bình tĩnh và tự tin. Dạ vâng, và cảm ơn chị và xin chị hãy nhận một phần quà của chương trình ạ. Câu hỏi số 3 của chương trình. Từ năm 1933 đến nay, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức được bao nhiêu kỳ đại hội? Xin mời chị đã giơ tay rồi, xin mời chị trả lời ạ. Vâng, tôi xin trả lời là từ năm 1933 đến nay thì Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức được 17 kỳ đại hội ạ. Dạ vâng, xin chị cho biết chị tên là gì ạ và chị giới thiệu bản thân mình. Dạ, tôi tên là Vi Thanh Tâm, đến từ Công đoàn Cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay tôi đến cổ vũ cho cả ba đội và đặc biệt là Công đoàn Cơ sở Hội Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn chiến thắng tự tin. Đáp án chương trình cũng chính là 17 kỳ đại hội và xin mời chị nhận một phần quà của chương trình. Ban tổ chức vẫn còn rất nhiều phần quà nhưng mà tuy nhiên các đội thi của chúng ta đang rất nóng lòng để chờ đợi đến phần thi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi cuối cùng ạ. Ban tổ chức sẽ cung cấp cho ba đội một bức tranh với nhiều mảnh ghép khác nhau đã được xáo trộn. Mỗi đội sẽ có 30 giây quan sát bức tranh. Sau 30 giây quan sát, các đội sẽ có 3 phút để hoàn thành bức tranh từ các mảnh ghép. Trong thời gian 3 phút, đội nào hoàn thành bức tranh đúng với thời gian sớm nhất được 30 điểm, đội hoàn thành thứ hai được 20 điểm, đội hoàn thành sau cùng được 10 điểm. Không hoàn thành không được điểm. Trong trường hợp cả ba đội đều chưa hoàn thành bức tranh, thì đội có số lượng miếng ghép hoàn thành đúng nhiều nhất được 10 điểm, các đội còn lại không được điểm. Đội nào hoàn thành xong bấm chuông báo hiệu đã hoàn thành. Đội nào bấm chuông trước sẽ tính hoàn thành trước. Sau khi bấm chuông sẽ không được sửa lại bức tranh đã hoàn thành. Vâng, vậy xin hỏi cả ba đội là chúng ta đã nắm rõ thể lệ của phần thi này chưa? Vâng, như vậy là cả ba đội đều đã nắm rõ thể lệ. Vậy thì ngay sau đây, ban tổ chức xin mời cả ba đội chúng ta sẽ cùng quan sát bức tranh. Cả ba đội sẽ có 30 giây quan sát bức tranh, bắt đầu. Vâng, thời gian quan sát bức tranh đã hết. Và trước khi bắt đầu thì xin được lưu ý các đội thi rằng là ngay sau khi hoàn thành bức tranh, các đội bấm chuông để báo cho ban tổ chức biết. Sau khi bấm chuông thì đội thi phải dừng lại và không được chỉnh sửa bức tranh thêm nữa. Và xin hỏi là các đội đã rõ chưa? Và ngay sau đây chúng tôi xin mời cả ba đội chúng ta sẽ cử 3 thành viên của đội mình lên vị trí ghép tranh. 2 thành viên còn lại sẽ hỗ trợ bấm chuông khi mà các thành viên ghép xong tranh của đội mình. Và ngay sau đây 3 phút để ghép tranh cho các đội, bắt đầu. Và các đội chúng ta hãy bình tĩnh để ghép những miếng ghép làm sao cho thật chính xác. Thời gian vẫn còn rất nhiều ạ. Chúng ta lưu ý sẽ chỉ có 3 người được ghép tranh ạ. Chúng ta có 3 phút để có thể ghép bức tranh này ạ. Nên các đội cứ bình tĩnh ạ. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho ba đội thi của chúng ta. Cả ba đội đang rất tập trung. Chúng ta mới trải qua hơn 1/3 thời gian thôi ạ. Đây là một phần thi thể hiện sự nhanh tay cũng như là nhanh mắt và sự khéo léo của các đội thi. Vâng, chúng tôi nhận được tín hiệu từ đội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn. Xin mời các đồng chí đi về vị trí ạ. Vâng, rất nhanh ạ. Đội thi số 2 đã hoàn thành rất nhanh phần thi của mình. Không biết là kết quả như thế nào, chúng ta cùng chờ đợi.
Vâng, khán giả của hai đội còn lại, chúng ta hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho đội của mình. Chúng ta còn 30 giây nữa. 4, 3, 2, 1, hết giờ. Xin mời các đội dừng tay. Xin mời các đội dừng tay và chúng ta trở về vị trí của đội mình. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời thành viên của tổ giám sát sẽ lên chấm điểm cho các bức tranh của các đội thi ạ. Chúng ta sẽ quan sát lại bức tranh một lần nữa trên màn hình lớn ạ. Bức tranh này là hình ảnh khu di tích Đình Háng Pài. Đình Háng Pài nằm ở thôn Khòn Pheo, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, là một trong những di tích tiêu biểu gắn với sự kiện thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh và ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện chủ trương của Đảng bộ, đặc biệt Long Châu, được sự ủy nhiệm của Đảng, giữa năm 1933, đồng chí Hoàng Văn Thụ và đồng chí Đoàn Viết Thọ tới Thụy Hùng, Văn Uyên, nay là xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tổ chức kết nạp đảng viên, thành lập chi bộ Thụy Hùng, là chi bộ đầu tiên ở Văn Uyên và tỉnh Lạng Sơn với 5 đảng viên do đồng chí Hoàng Văn Thụ làm bí thư. Từ chi bộ cộng sản đầu tiên này, phong trào cách mạng lan rộng ra khắp địa bàn tỉnh. Vâng thưa quý vị, và sau khi tổ giám sát làm việc thì chúng ta đã có kết quả của phần thi này như sau. Đội công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy hoàn thành đúng 20 trên 20 miếng ghép. Đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đúng 12 trên 20 miếng ghép. Đội công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn hoàn thành đúng 11 trên 20 miếng ghép. Vâng thưa quý vị, theo như quy định thì xin được chúc mừng đội công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn đã giành được 30 điểm trong phần thi này. Rất tiếc là hai đội còn lại chúng ta chưa ghép hoàn chỉnh được bức tranh này, vì vậy mà chúng ta chưa giành được điểm trong phần thi này. Thưa quý vị, vậy là phần thi cuối cùng của game show thử thách cuối tuần đã kết thúc. Điểm số cũng như thứ tự xếp hạng của các đội thi sẽ được công bố như sau. Dẫn đầu là công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy với 85 điểm. Đứng ở vị trí thứ hai là đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn với 40 điểm. Và công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn đứng ở vị trí thứ ba là 25 điểm. Vâng, xin chúc mừng cả ba đội. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời cả ba đội chúng ta sẽ bước ra phía trước sân khấu để chúng ta cùng đến với phần trao giải. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin mời đội công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn hãy bước lên phía trước một bước. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đội công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn đã giành giải ba trong game show ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và ông Đỗ Sơn Lâm, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn sẽ lên trao giải ba cho đội công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa từ quý vị được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Xin chúc mừng đội công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn và xin trân trọng cảm ơn hai đồng chí lãnh đạo. Sau đây xin được mời đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn sẽ bước lên phía trước một bước. Và thưa quý vị, đội công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã xuất sắc giành giải nhì trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy và bà Hoàng Thị Tươi, Phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn lên trao giải nhì cho đội thi ạ. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin chúc mừng đội thi công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã giành giải nhì trong cuộc thi ngày hôm nay ạ. Vâng, và ngay sau đây xin mời đội công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn hãy bước lên phía trước ạ. Quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho đội công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn đã xuất sắc giành giải nhất trong game show thử thách cuối tuần ngày hôm nay. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và ông Nguyễn Đông Bắc, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn sẽ lên trao giải nhất cho đội công đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn.
tràng pháo tay thật lớn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Cảm ơn đồng chí Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. Và xin được chúc mừng đội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn đã giành giải nhất trong game show thử thách cuối tuần ngày hôm nay. Chương trình thử thách cuối tuần ngày hôm nay đã mang đến cho chúng ta những thông tin thật bổ ích về những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Lạng Sơn, cũng như hiểu rõ hơn những đóng góp, cống hiến của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Với chiến thắng thuyết phục dành cho đội thi đến từ Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn. Và thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, ban cố vấn, tổ giám sát, các đội thi, các cổ động viên và quý vị khán giả đã theo dõi và cổ vũ chương trình. Xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.